Alo. 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 Xin kính chào quý vị, các anh chị và các bạn. Chúng ta chuẩn bị tham dự một hội thảo giới thiệu investor thế hệ mới từ Growas. Xin phép quý vị, các bạn, các anh chị có thể thời gian chúng ta nên bắt đầu. Xin kính chào quý vị và các bạn, các anh chị. Tôi là Phạm Văn Hùng đến từ công ty Growas. Đây là một công ty chuyên về sản xuất bộ chuyển đổi điện, inverter phục vụ cho hệ thống điện mặt trời. Ngày hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2020 tại Việt Nam thì thay mặt cho công ty Growas, chúng tôi có tổ chức một cuộc hội thảo để giới thiệu chung về Growas và giới thiệu inverter thế hệ mới đến từ Growas. Nội dung của chương trình sẽ chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là giới thiệu về Growas. Phần thứ hai là giới thiệu về Growas tại Việt Nam. Phần thứ ba là giới thiệu investor thế hệ mới của Growas. Và phần thứ tư là phần hỏi và đáp. Trong khuôn khổ của chương trình thì dự kiến kéo dài là 1 giờ 30 phút. Vậy kính mong quý vị, các bạn và các anh chị nhìn lắng nghe và có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi tại màn hình giao diện của hội thảo. Vâng, tôi xin phép sau đây tôi xin phép được bắt đầu phần trình bày của mình. Đầu tiên tôi sẽ nói về giới thiệu chung về Growas. Công ty Growas hay còn gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật năng lượng mới Growas. Công ty chúng tôi được thành lập từ năm 2010. Công ty hiện tại có đội ngũ chuyên môn cao, các kỹ sư R&D giỏi và nhiều kinh nghiệm. Và hiện tại công ty chúng tôi cũng đã được công nhận là công ty công nghệ cao. Công ty của chúng tôi cung cấp các điện tần thông minh với giải công suất từ 0,7 kW đến 100 kW, phù hợp cho các lĩnh vực từ hộ gia đình đến lĩnh vực thương mại, lĩnh vực công nghiệp và lĩnh vực mặt trời quy mô lớn. Hiện tại sản phẩm của chúng tôi cũng đã được lắp đặt trên 100 nước trên thế giới. Nói về định hướng của Growas, chúng tôi đưa ra 3 định hướng chính. Thứ nhất, về sứ mệnh, chúng tôi là sẽ cung cấp giải pháp về năng lượng sạch cho khách hàng trên quy mô toàn cầu, từ khu vực dân cư đến thương mại và công nghiệp. Về tầm nhìn đặt ra, chúng tôi sẽ dẫn đầu về giải pháp năng lượng thông minh trên toàn cầu. Giá trị cốt lõi của chúng tôi đó là luôn luôn cải tiến tối ưu sản phẩm và hướng tới khách hàng. Hiện tại đội ngũ nhân sự của Growas tại chúng tôi có hơn 1.200 người trên toàn cầu, trong đó đội ngũ kỹ sư nghiên cứu và phát triển R&D là hơn 200, đội ngũ kinh doanh và dịch vụ là hơn 260 người, đội ngũ vận hành và sản xuất là hơn 700 người. Nói đến Growas cũng không thể không nhắc đến các cột mốc phát triển của Growas. Đó là vào năm 2010, chúng tôi được thành lập, công ty của chúng tôi được thành lập tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Sau đó năm 2011, chúng tôi đã là nhà xuất khẩu điện tần số 1 của Trung Quốc. Tôi cũng xin nói qua thêm về năm 2011, chính là năm mà thị trường điện mặt trời của Úc phát triển rất bùng nổ. Chính phủ của Úc cũng tạo mọi điều kiện để các dự án phát triển các dự án điện mặt trời, và nhân cái cơ hội này thì Growas cũng nắm bắt được cơ hội này và cho ra đời các dòng sản phẩm phù hợp chiếm lĩnh thị trường. Và trong thời gian đó chúng tôi đã chiếm lĩnh
30% thị trường của Úc. Do vậy, đây là một cú hích lớn về doanh thu và đồng thời cũng xếp chúng tôi vào nhà xuất khẩu điện tử số 1 của Trung Quốc. Một sự khởi đầu cũng rất ấn tượng. Vào năm 2012 thì chúng tôi nhận được quỹ đầu được nhận được sự đầu tư từ quỹ Soulsquare. Đến năm 2013 thì chúng tôi trở thành doanh nghiệp công nghệ cao của quốc gia. Đến năm 2014 thì chúng tôi đạt được một mốc mới, đó là nhận được chứng nhận Double A cộng về hiệu suất đạt tới 99,03% từ Photolab. Đến năm 2015, ProWatt bắt đầu mở rộng thị trường nước ngoài và trở thành top 5 nhà cung cấp điện tử ở Trung Quốc. Năm 2017 thì chúng tôi lọt vào top 10 toàn cầu theo bảng xếp hạng của IHS và cũng đạt được top thương hiệu được đánh giá bởi UPD tại Hà Lan. Và cuối cùng là năm 2019 thì IHS Markit xếp hạng chúng tôi thuộc top 3 điện tử 1 pha trên toàn cầu. Như tôi đã nói ở trước là Robot là một công ty về năng lượng duy nhất tại Trung Quốc mà nhận được nhận được sự đầu tư từ quỹ Sequoia. Đây là một quỹ tên tuổi đến từ được thực hiện bởi một số các tên tuổi lớn như Apple, Cisco, Google hay YouTube. Nói về các giải thưởng danh dự đạt được thì năm 2018 IHS Markit đã xếp hạng chúng tôi đứng thứ 3 toàn cầu về dòng điện tử 1 pha, và cũng là trong năm đó được Hiệp hội Điện mặt trời Trung Quốc xếp hạng số 1 về thương hiệu điện tử. Về các giải thưởng thì ProWatt đạt được rất nhiều các giải thưởng được tên tuổi lớn, đặc biệt là dòng sản phẩm Max 80K TLMV, TL3MV đã đạt được hầu hết các giải thưởng đánh giá về điện tử, trong đó có giải thưởng đến từ Hiệp hội Năng lượng của Đức cũng như các giải thưởng khác đến từ châu Âu. Nói về sản lượng xuất đi thì đến hiện tại chúng tôi đã có hơn 1.700.000 bộ điện tử đã xuất đi trên toàn cầu. Trong đó năm 2018 sản lượng chúng tôi xuất đi là 3,3 viên. Đến năm 2019 sản lượng chúng tôi xuất đi là 5 viên. Và đến năm 2020 dự kiến mục tiêu của chúng tôi là 7,5 viên. Đây là một mục tiêu rất lớn để chứng tỏ ProWatt là một công ty có độ tăng trưởng rất cao. Theo đây là trung bình độ tăng trưởng hàng năm là 30%. ProWatt có các đối tác lớn trên toàn cầu. Đặc biệt là năm 2020, ProWatt vừa ký hợp đồng đối tác chiến lược với nhà phát triển mặt trời Ando đến từ Brazil để mở rộng và phát triển thị trường ở Trung Mỹ. Ngoài ra, ProWatt cũng là một ký hợp tác chiến lược toàn diện với một số các đối tác và thị trường lớn như quý vị đã thấy trên màn hình. Nói về ProWatt thì không thể không nói về đội ngũ R&D. Và đây là một niềm tự hào của ProWatt. Đây là một đội ngũ giỏi, có nhiều kinh nghiệm, với hơn 200 kỹ sư R&D, trong đó hơn 60% là những người rất giỏi và có rất nhiều kinh nghiệm về sản xuất điện tử phục vụ cho năng lượng mặt trời. Trong đó họ đã có hơn 70 bằng sáng chế các loại. Về phía công ty thì do công ty ProWatt là công ty nghiên cứu và sản xuất điện tử chuyên nghiệp. Do vậy hàng năm chúng tôi thường trích ra 10%
tổng doanh thu để đầu tư ngược về cho nghiên cứu và phát triển R&D. Ngoài ra chúng tôi cũng có chứng chỉ test của phòng lab đến từ TUV. Một phần rất quan trọng trong việc thành công của các sản phẩm đó là quy trình quản lý chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm. Với quy trình thử khép kín từ các cấu kiện thành phẩm được cấu thành theo các tiêu chuẩn đầu vào đến các vật liệu đều phải thử độ bền, độ tin cậy, đặc biệt là độ ổn định, độ hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt như có độ mặn muối cao. Tất cả các quy trình này đều được thực hiện rất bài bản. Quy dự của GROWAT là năm 2012 đã nhận được chứng nhận AA từ Photon. Sau đó đến năm 2014 thì nhận được chứng nhận AA cộng về hiệu suất của inverter đạt 99,06%. Đây cũng là một hiệu suất lớn nhất của inverter hiện tại trên thị trường. Với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 30%, thì GROWAT đang xây dựng một trung tâm sản xuất mới hiện đại với năng lực sản xuất hàng năm đạt tới 10 ghi và dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 7 năm 2020 tại Trung Quốc, với tổng diện tích khu trung tâm sản xuất lên tới 200.000 m². Do tính toàn cầu của sản phẩm nên GROWAT đã xây dựng nên các chứng chỉ chất lượng cho các dòng sản phẩm tại các châu lục khác nhau. Mỗi vùng sẽ có đáp ứng những tiêu chuẩn riêng. Như quý vị và các bạn thấy trên màn hình, các châu lục châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Á và quốc tế đều có những tiêu chuẩn riêng phục vụ cho việc phát triển sản phẩm tại khu vực đó. GROWAT là công ty nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm điện tần. Do vậy, GROWAT cung cấp tất cả các giải pháp cho năng lượng mặt trời, từ giải pháp hệ thống lưu trữ với quy mô thương mại, công nghiệp, quy mô lớn đến quy mô dân dụng. Các giải sản phẩm của chúng tôi cũng rất là rộng, để rất dễ dàng cho khách hàng có thể lựa chọn. Sau đây tôi xin trình bày về các sản phẩm biến tần của GROWAT. Dòng sản phẩm thứ nhất là dòng biến tần nối lưới. Năm 2019 chúng tôi có phát triển tế điện đến năm 2019 chúng tôi có phát triển các dòng sản phẩm từ 0,75 đến 3K dòng S, từ 2,5 đến 6K dòng TLX và XMAX, từ 3 đến 15K đối với TL3S. Và đến năm 2020 này dự kiến chúng tôi sẽ cho ra đời các dòng sản phẩm mới, đó là dòng MIX 0,75 đến 3KX và dòng MOD 3 đến 15K TL3X và thiết bị ngắt khẩn cấp hoặc bảo vệ cho hệ thống TV. Về các sản phẩm đấy là sản phẩm biến tần dân dụng, còn về sản phẩm biến tần thương mại hoặc quy mô lớn thì hiện tại GROWAT đã có các dòng sản phẩm mới, dòng MIX 15 đến 25K TL3X và từ 17 đến 50K TL3S. Đặc biệt là dòng MAX với tải công suất từ 40 đến 70K TL3X, Low Voltage and Medium Voltage. Và dòng cuối cùng là dòng MAX 50 đến 100K với 400 VAC. LV và 480 VAC. Đặc biệt năm 2020 này chúng tôi sẽ cho ra đời dòng sản phẩm mới, đó là dòng MAX 185 đến 250
253 kW với điện áp là 1.500 V DC. Đây là một dòng sản phẩm được sử dụng rất tốt cho các dự án farm. Về hệ biến tần lưu trữ, chúng tôi có các dòng sản phẩm hybrid với các model SPH 4-10K, TLBH và SPH 3-6K, KTLBL. Ngoài ra có các dòng vào năm 2020, chúng tôi sẽ cho ra đời dòng sản phẩm mới, đó là dòng SPA 1-3K, TLBL và SPA 4-10K, TLBH, dòng có thể kết hợp với AC. Ngoài ra sản phẩm các phụ kiện đi kèm với hệ thống ắc quy. Đối với dòng sản phẩm All-in-One, dòng IES 3000 50 TLBL là một dòng sản phẩm tích hợp, trong đó tích hợp cả ắc quy và inverter vào trong một cabin, rất linh động cho việc lựa chọn các giải pháp lắp đặt. Về dòng biến tần độc lập, chúng tôi có các dòng biến tần với khung biến áp là transformer list với cấp biến áp 230 V AC, có các dòng SPS và dòng có biến áp với công suất từ 4.000 đến 6.000 W và dòng sản phẩm SPS 8.000 đến 12.000 W với cấu trúc có máy biến áp. Ngoài ra có các phụ kiện phục vụ đi kèm ắc quy và các thiết bị giám sát và sạc. Như tôi đã nói ở phần trước, đó là năm 2020 này chúng tôi sẽ cho ra đời dòng sản phẩm Max với đại công suất từ 185 đến 253 KTL3 HV. Đây là dòng sản phẩm phù hợp với các dự án farm và các dự án quy mô lớn. Nó được thiết kế với cấp điện áp DC max tới 1.500 V và AC là 800 V. Nó được thiết kế tới có tới 15 NTPB. Ngoài ra có các chức năng thông minh khác hỗ trợ, các chức năng hiệu ứng PID, các chức năng bảo vệ và giám sát đặc tính đường cong IV. IV. Đặc biệt là nó hỗ trợ tính năng kết nối tín hiệu dạng PLC, dạng Power Line Communication, truyền thông trên đường dây điện. Đây là một giải pháp đưa ra để giảm thiểu các chi phí về cáp truyền thông, rất hữu ích cho các nhà đầu tư. Dòng sản phẩm này được thiết kế với hệ số oversize rất cao từ 1,8 đến 2. Có một đặc điểm rất là hay là được thiết kế với hai stream trên một MPPT, không cần những cầu chì. Đó là những ưu việt nổi bật đối với hệ biến tần Max 185 253 KTL KTL 3HV sẽ được chúng tôi ra mắt trong thời gian tới. Đây là tóm tắt một số các tính năng chính. Đối với sản phẩm của Robot thì cái giải pháp và giám sát và bảo trì sẽ cung cấp một số cái giải pháp thông minh. Nó bao gồm các cái thiết bị giám sát rất đa dạng, quy mô nhỏ đến hệ thống quy mô lớn, dựa trên một nền tảng giám sát được phát triển bởi Robot, bao gồm các ứng dụng trên điện thoại và hệ thống máy chủ server cũng như hệ thống dịch vụ trực tuyến thông minh OSS. Tất cả tạo nên một giải pháp thông minh trong việc giám sát và bảo trì các sản phẩm của GoroWatt. Kết thúc phần trình bày về các sản phẩm và giới thiệu chung thì bây giờ đến phần trình bày về văn phòng và chi nhánh tại nước ngoài của GoroWatt. Hiện tại GoroWatt đã phát triển 14 phòng chi nhánh và 14 hàng hóa trên 100 nước trên thế giới, trong đó có những trụ sở chính và những văn phòng chính tại một số thị trường lớn.
như tại Úc, tại châu Âu. Tất nhiên trụ sở chính tại nhà máy thì ở tại sân Thâm Quyến, Trung Quốc. Tôi xin tóm tắt về hoạt động của WhatsApp tại Việt Nam. Hiện tại GoDaddy hoạt động tại Việt Nam được hơn 2 năm và đã có hơn 5.000 sản phẩm đến tận đã được cung cấp ra thị trường. Hiện tại là tại Việt Nam chúng tôi cung cấp một số thông tin đầu mối về GoDaddy phục vụ khách hàng, đại diện bán hàng là Mr. Derek, đại diện marketing Mr. Hùng Phạm, đại diện dịch vụ bảo hành là Mr. Dũng Tây Giang. Và hiện tại GoDaddy đang cộng tác với nhà phân phối tại Việt Nam là công ty Alena và một số các đại lý khu vực Bắc Trung Nam. Nói về dịch vụ và đào tạo của GoDaddy. GoDaddy luôn quan trọng công tác chăm sóc khách hàng. GoDaddy là một công ty tập trung vào khách hàng và đã xây dựng được một đội ngũ trước và sau bán hàng rất tốt. Chúng tôi có đội ngũ hỗ trợ dịch vụ 24 trên 7. Để phục vụ cho khách hàng, hàng năm chúng tôi đều thực hiện các công tác đào tạo nhân sự trước và sau bán hàng cho các đại lý của GoDaddy. Bên cạnh đó, mạng lưới dịch vụ hỗ trợ của GoDaddy cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ từ xa cho khách hàng dưới dạng online, trực tuyến. Nhờ vào nền tảng dịch vụ trực tuyến được phát triển từ GoDaddy theo dịch vụ OSS. Thực hiện tư vấn dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ tại chỗ, thay thế và sửa chữa thiết bị dự phòng. Các dịch vụ đào tạo của GoDaddy, dịch vụ trực tuyến thông minh OSS là dịch vụ đào tạo vận hành bảo trì và dịch vụ đào tạo ngoại tuyến. Đây là dịch vụ trực tuyến thông minh OSS. Khi sử dụng dịch vụ này, khách hàng và người và nhà sản xuất có thể tương tác trực tiếp với nhau với thời gian thực để vừa giám sát và cũng như là đưa ra các giải pháp xử lý khi có sự cố. Lợi ích của giải pháp của dịch vụ trực tuyến thông minh đó là nó có thể báo cáo lỗi trực tuyến cũng như việc cài đặt các con số từ xa và nâng cấp firmware từ xa, cũng như giải quyết tất cả các công việc dịch vụ. Theo thống kê thì có đến 60% các công việc liên quan đến dịch vụ có thể giải quyết trực tuyến mà không cần phải đến hiện trường. Đây là một ưu điểm rất lớn để có thể làm giảm, thứ nhất là làm tăng khả năng dịch vụ, tăng tốc độ dịch vụ phục vụ khách hàng và làm giảm các chi phí về bảo trì. Và dịch vụ trực tuyến này cũng đang được khai thác rất tốt cho tất cả các sản phẩm của GoDaddy trên thế giới cũng như tại thị trường Việt Nam. Và các dịch vụ đào tạo ở trên thì hàng năm của GoDaddy chúng tôi có tổ chức các cuộc hội thảo. Nó được thực hiện ở trên tất cả các nước trên thế giới. Tại Việt Nam vào năm 2019 thì GoDaddy đã tổ chức hai cuộc hội thảo, một cuộc hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh và cuộc hội thảo tại Nha Trang. Mục đích của cuộc hội thảo này là GoDaddy cung cấp đến cho khách hàng các cái kiến thức về hệ thống điện mặt trời cũng như các kiến thức về sản phẩm điện inverter nói chung. Tại đây khách hàng có thể trải nghiệm tương tác cũng như là trao đổi về kinh nghiệm, chia sẻ các kiến thức cũng như là trải nghiệm các sản phẩm của GoDaddy. Đây là một số hình ảnh được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang năm 2019 của công ty GoDaddy. Tôi xin giới thiệu một số cái sản phẩm của GoDaddy đã lắp đặt trên toàn cầu.
Trước hết là giới thiệu một số cái sản phẩm của robot điển hình đã được lắp đặt tại Việt Nam. Trên màn hình quý vị là sản phẩm Max lắp đặt tại trang trại điện mặt trời của công ty Evina với tổng công suất là 30 MW tại Ninh Thuận. Công trình này sử dụng 36 bộ Max 80. Và một số hình ảnh khác sử dụng sản phẩm Max và Mark. Đây là hình ảnh trang trại điện mặt trời 100 MW tại Trung Quốc. Nó được lắp đặt ở trên một khu vực sườn đồi dốc. Với các biến tần của robot có nhiều MPPT rất phù hợp cho việc bố trí các cái mặt bằng với các độ dốc khác nhau, vẫn cho được hiệu suất hoạt động tốt. Đây là dự án 90 MW farm tại Thái Lan sử dụng biến tần của robot. Sea Investor. Còn tại Trung Quốc. Trung Quốc còn phải lắp đặt tại Ấn Độ, Thái Lan. Các investor, các biến tần, các investor của Roat có đặc điểm hoạt động rất ổn định và tốt trong các môi trường có yếu tố không bình thường như môi trường có độ ẩm, nước và muối biển. Đây là một cái dự án mà robot sản phẩm của robot biến tần của robot được sử dụng tại Trung Quốc, được lắp đặt trên các hệ mô đun được lắp đặt trên một mặt hồ, trong đó các inverter cũng được gắn liền bên dưới các mô đun với các cái tính năng ổn định trong các môi trường khắc nghiệt. Thì inverter của robot tại các môi trường này hoạt động rất ổn định. Đây là một ví dụ điển hình về tính ổn định của robot. Đây là một mặt trời được lắp đặt tại vùng sát ven biển tại Maldives. Các yếu tố sản phẩm cấu thành cũng như bản thân sản phẩm robot rất thích hợp để hoạt động trong các môi trường khắc nghiệt như vùng biển có độ muối mặt cao như này. Lắp đặt tại Hồng Kông. Hiện tại robot đã lắp đặt 17 nghi sản lượng biến tần trên toàn cầu và hơn 50.000 biến tần dương trích dân dụng đã được lắp đặt trên toàn thế giới. Robot cũng cung cấp hơn 1.200.000 hệ thống điện mặt trời dân dụng trên toàn thế giới. Như vậy tôi đã kết thúc phần trình bày giới thiệu sơ bộ về robot nói chung và cũng như một số các dòng sản phẩm và số các cái công trình tiêu biểu và sử dụng sản phẩm của robot. Sang phần thứ hai là phần chính, tôi xin giới thiệu về hệ biến tần thế hệ mới của robot với bốn dòng sản phẩm chính, đó là dòng Min, dòng Mid, dòng Max và dòng Max. Chúng ta nói một chút là như chúng ta đã biết là công nghệ điện mặt trời phát triển bùng nổ trong vòng 10 năm trở lại đây. Bởi vì đặc tính của ngành này là các sản phẩm của hệ thống như điện mặt trời như chính như sản phẩm chính của hệ thống điện mặt trời như hệ thống mô đun pin của biến đổi inverter, đó là những sản phẩm, đó là những phần tử cốt lõi của hệ thống, nhưng nó lại chứa đựng cái hàm lượng công nghệ cao rất lớn. Do các yếu tố công nghệ cao cũng như nó giống như các sản phẩm smartphone nên các dòng sản phẩm liên tục được cải tiến nâng cấp để bắt kịp với các cái xu thế phát triển của công nghệ. Đó là một cái yếu tố tích cực để chúng ta có thể tin tưởng rằng các sản phẩm của hệ thống điện mặt trời sẽ ngày càng thông minh và hoàn thiện hơn, cũng như giá thành nó sẽ được ngày càng giảm, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Thì trước khi trình bày về phần chính thì chúng tôi nói về khái niệm về hệ thống điện mặt trời thế hệ mới. Thì chúng tôi đưa ra ba cái khái niệm cơ bản, đó là hệ thống điện mặt trời thế hệ ban đầu,
thì các nhà sản xuất chỉ tập trung chính vào biến tần và các module, cái này các chức năng cơ bản. Sang đến thế hệ thứ hai thì ngoài ngoài chức năng chính của biến tần của module thì người ta cũng bắt đầu chú trọng phát triển về các thành phần bảo vệ khác. Và đến thế hệ mới hiện tại thì ngoài những chức năng cơ bản như đã nói ở thế hệ đầu và thế hệ thứ hai thì biến tần thông minh đã phát triển gần như đầy đủ tất cả các tính năng từ liên quan đến bảo vệ, liên quan đến việc kết nối, giám sát lưới và các chức năng thông minh khác. Vậy gắn liền với một hệ TV thông minh, hệ thống điện mặt trời thông minh thì các phần tử trong đó như là biến tần. Thì thế nào được gọi là một biến tần thế hệ mới? Thì chúng tôi đưa ra những đặc tính quan trọng của một biến tần tốt, nó sẽ bao gồm tính bền bỉ, hiệu suất cao và tính thông minh. Tính bền bỉ có nghĩa là sẽ đảm bảo được vận hành ổn định lâu dài trong các môi trường khắc nghiệt cùng với vòng đời của hệ thống điện mặt trời PV. Với hiệu suất cao thì nó có khả năng tối đa hóa, có khả năng phát điện và đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư, cho khách hàng. Và thông minh, nó có khả năng thích ứng với tất cả các điều kiện của hệ thống. Tôi sẽ nói chi tiết một chút về các yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố bền bỉ và ổn định. Đặc biệt quan tâm với các bộ phận cấu thành chất lượng cao. Như chúng ta đã biết là inverter được cấu thành từ rất nhiều các bộ phận khác nhau. Do vậy, tất cả các sản phẩm vật liệu đầu vào có mang tính quyết định. Tức là các sản phẩm này được lựa chọn nó bởi chất lượng tốt nhất và đặc biệt là những hãng cung cấp uy tín trên thế giới. Và điều này GrowWatt cũng tuân thủ theo triết lý trên và các biến tần của GrowWatt cũng được lựa chọn. Các phụ kiện cấu thành cũng được lựa chọn từ những nhà cung cấp uy tín hàng đầu trên thế giới. Điều này đảm bảo rằng các sản phẩm của GrowWatt sẽ duy trì được tính bền bỉ và ổn định do các cấu kiện cấu thành được lựa chọn được lựa chọn với chất lượng cao từ các nhà cung cấp uy tín. Tính bền bỉ và ổn định nó còn được thể hiện là các biến tần phải được hoạt động trong các môi trường khắc nghiệt, ví dụ như là môi trường nhiệt độ cao tới 60 độ C ở sa mạc, khu vực có băng tuyết, khu vực có cao nguyên có cao độ 1.000 mét so với mặt biển, đặc biệt là các khu vực biển có độ ẩm cao và có hơi muối. Ở Việt Nam với bờ biển trải dài khắp cả nước thì khu vực có ảnh hưởng của hơi muối và độ ẩm, đó là khu vực biển chiếm thị trường rất lớn. Do vậy tất cả các sản phẩm của GrowWatt hiện tại đều có thể đáp ứng được và hoạt động tốt, ổn định trong các môi trường có độ khắc nghiệt như kể trên. Tính bền bỉ nó còn được thể hiện bởi hệ thống được bảo vệ một cách toàn diện. Như chúng ta đã biết là sét là một trong những yếu tố từng gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với tất cả các thiết bị điện nói chung và thiết bị inverter nói riêng. Nguồn năng lượng sét có thể là nguyên nhân để phá hủy tất cả các cấu kiện từ nhỏ đến lớn và có thể làm hư hỏng vĩnh viễn tất cả các thiết bị. Do vậy, bắt buộc các inverter thế hệ mới đều được trang bị hệ thống chống sét cả phía AC và DC, tránh trường hợp sét đánh lan truyền. Một chức năng thứ hai đó là chức năng bảo vệ cháy do hồ quang DC. Hồ quang DC được phát sinh do tiếp xúc kém, do khí hậu thời tiết ẩm. Nhiệt độ của hồ quang cũng là nguyên nhân gây ra phá hủy và đặc biệt hồ quang DC là một loại hồ quang rất khó dập dập tắt. Do vậy, việc phát sinh hồ quang DC rất gây ảnh hưởng, gây cháy nổ, rất nguy hiểm cho thiết bị. Và tất cả các thiết bị inverter thế hệ mới đều được trang bị chức năng dập hồ quang, chống cháy hồ quang. Một
Yếu tố thứ ba đó là hiệu ứng PID. Hiệu ứng PID là khi một lượng lớn cái điện tích tích tụ trên bề mặt tế bào làm cho các bề mặt tế bào mô đun bị ăn mòn và làm giảm cái hiệu suất chung của các chuỗi tim. Trong trong các tính năng bảo vệ của inductor thì của robot thì cũng tích hợp sẵn các tính năng hiệu ứng chống hiệu ứng PID. Yếu tố thứ hai đó là yếu tố hiệu suất. Như vậy các yếu tố nào mà ảnh hưởng đến đến hiệu suất? Như chúng ta đã biết là đầu tiên phải là yếu tố nhiệt. Khi bản chất của sự phát sinh nhiệt đó là sẽ làm giảm hiệu suất, thứ nhất là sẽ làm ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị, thứ hai là làm giảm hiệu suất hoạt động của thiết bị. Do vậy việc bố trí tản nhiệt cũng như các phương thức giải nhiệt tốt cho inverter để được hoạt động mát mẻ trơn tru thì làm thứ nhất làm tăng độ bền của thiết bị, thứ hai sẽ làm tăng hiệu suất hoạt động. Yếu tố thứ hai đó là thuật toán MPPV. Thì đây là một cái thuật toán rất phổ biến trong các inverter hiện đại hiện nay. Thì bản chất của cái nguồn PV là không ổn định, nguồn năng lượng bức xạ mặt trời không ổn định, do đó nó bắt buộc tất cả các inductor thế hệ mới đều phải sử dụng các thuật toán MPPV để luôn luôn duy trì tìm ra được một điểm công suất lớn nhất để phục vụ cho inductor hoạt động, có thể đạt được tại một thời điểm có thể luôn luôn duy trì được một công suất lớn nhất phát ra. Yếu tố thứ ba đó là các thành phần chuyển mạch và cấu trúc liên kết. Như các bạn đã biết là trong cái bộ inductor thì các thành phần chuyển mạch chính hay gọi là các bộ công suất đó là nguyên nhân gây ra các cái tổn hao về nhiệt để làm suy giảm hiệu suất của bộ inductor. Như vậy là một cái bộ công suất với chất lượng tốt thì đương nhiên sẽ làm giảm những cái tổn hao và vô hình dung cũng làm nên hiệu suất cho inverter ngày càng tốt hơn. Yếu tố thứ ba là tính thông minh. Tính thông minh được thể hiện trong việc giám sát một cách thông minh, tức là nó có khả năng theo dõi giám sát mọi hoạt động của điện tần từ xa, thực hiện hiển thị trạng thái làm việc cũng như phát điện, mức tiêu thụ và thậm chí nó còn hiển thị cả doanh thu bán điện. Bên cạnh đó là khi xảy ra các cái sự cố trong vận hành, nó có thể phán đoán và đưa ra các cái nguyên nhân để từ đó để đưa ra các cái phương án xử lý, cũng như bên cạnh đó là có thể thực hiện các việc cài đặt, update từ xa. Một tính thông minh nữa đó là tính minh trong vận hành bảo trì. Thì một hệ thống PV và thế hệ mới sẽ có khả năng để theo dõi cấu hình của tất cả các thiết bị của inverter cũng như việc cài đặt tham số từ xa, cập nhật các firmware, báo cáo về lỗi trực tuyến và thậm chí là có thể hỏi đáp trực tuyến bằng thời gian thực giữa khách hàng và nhà phát triển thiết bị. Do đó tất cả các cái tính năng như tôi vừa trình bày đều có thể tìm thấy trong các sản phẩm inverter của ProWatt. Từ các cái tính năng sơ bộ tôi vừa trình bày trên thì vẫn còn đặt ra là tại sao ProWatt được coi là dẫn đầu về thời đại inverter. Thì sau đây tôi xin trình bày chi tiết các dòng sản phẩm được thể hiện rõ các tính năng ưu việt của sản phẩm đến từ ProWatt. Sản phẩm đầu tiên tôi xin giới thiệu đó là dòng inductor min 2500 đến 6000 TL, TLX và XCH. Đây là một dòng sản phẩm có công suất từ 2,5 đến 6 kW. Sản phẩm này rất phù hợp cho các hộ gia đình, hệ thống quy mô nhỏ, với tính năng rất thông minh.
Một sự lưu ý đó là sự khác biệt giữa X và XH trong ký hiệu ở đây là dòng XH đã có tích hợp sẵn giao diện kết nối ACQ, tức là bạn có thể mở rộng nó thành một hệ thống lưu trữ trong tương lai. Như tôi đã trình bày thì investor được phải hoạt động trong các môi trường khắc nghiệt, do đó là yếu tố cấu thành từ bên trong đến bên ngoài đều rất quan trọng, đặc biệt là phần vỏ. Thì các investor của Robot nói chung và dòng Min nói riêng thì vỏ được cấu tạo được làm bằng vật liệu polymer cao cấp, có tính năng vừa nhẹ bền nhưng mà chống được cháy. Với dòng Min thì nó nhẹ hơn 30% so với cái dòng model trước nó, dòng MPL-S. Với thiết kế bên ngoài rất bắt mắt, được các giao diện được thể hiện trên màn hình OLED với cảm giác rất thân thiện, rõ nét. Biểu tượng chiếc lá màu xanh cũng rất là đẹp. Các phím thao tác thì có thể trải nghiệm rất dễ dàng, độ bền cũng rất là cao. Kiểu dáng thì bắt mắt nhưng mà bản thân cấu tạo của vỏ nó cũng được thiết kế rất là hoàn hảo, thì nó sẽ gần như là không có các cái khe hở để có thể gây ra các ảnh hưởng do yếu tố thời tiết ở môi trường bên ngoài. Một cái thành phần rất quan trọng đối với một sản phẩm inverter đó là phần tản nhiệt. Trên màn hình là tôi cũng xin trình bày sơ bộ về phần kết cấu cơ khí bên trong của inverter. Thì các sản phẩm mà inverter của Robot nói chung và sản phẩm Min nói riêng thì cũng được thiết kế bên trong với một cách bố trí thiết bị rất khoa học. Điều này cũng vừa làm giảm quy mô không gian bên trong cũng như là tăng khả năng trao đổi nhiệt và tăng khả năng làm mát cho các thiết bị bên trong. Đặc biệt là một thiết bị mà rất hay gây ra các sự cố đó là tụ điện khi làm việc thường hay gây ra cháy cháy nổ, thì Robot đã đưa ra một giải pháp đó là sử dụng một loại keo chuyên dụng với bằng sáng chế riêng của Robot phủ lên lớp tụ. Với cái loại keo chuyên dụng này nó có chức năng rất là hay, đó là khi mà nhiệt độ cao thì nó làm lại rất là nhanh, mà khi nhiệt độ thấp thì nó lại không làm đi biến dạng, làm tăng lên cái độ bền của cái sản phẩm. Ngoài ra là một cái thành phần gây nên một cái hiệu ứng tản nhiệt rất lớn, đó là cuộn cảm, cuộn lọc. Thì đối với các sản phẩm inverter của Robot thì các cuộn cảm này được bố trí một cách riêng rẽ, nó được được sắp xếp ở một cái không gian riêng để thứ nhất là tạo ra được một cái hiệu ứng tản nhiệt rất tốt. Thứ hai đó là nó cũng không làm ảnh hưởng đến các cái phần tử khác bên cạnh, nâng cao chung cái tuổi thọ của bản thân thiết bị cũng như của sản phẩm inverter. Dòng Min này cũng được hoạt động rất là bền bỉ, tốt, ổn định trong các môi trường khắc nghiệt như độ ẩm cao và thời tiết nhiệt độ tới nhiệt độ ở các khu vực như sa mạc tới 60 độ C cũng như nhiệt độ âm 35 độ C. Sản phẩm Min của Robot thì được trang bị hệ thống bảo vệ toàn diện, đó bảo vệ chống sét, bảo vệ chống hồ quang, tích hợp chuyển mạch DC và bảo vệ chống phân cực ngược. Sản phẩm của Robot hiện tại
được đánh giá là một sản phẩm có hiệu suất cao nhất so với các dòng sản phẩm cùng giải công suất. Hiện tại công suất của dòng sản phẩm min này là đạt tới 98,4%. Khi vận hành dòng min cũng cho năng suất cao hơn do nó được thứ nhất là nó được thiết kế với dòng sinh cao từ 12,5 ampe đến 12,5 ampe thích hợp cho các nó cũng thích hợp cho các cái module differential nó có 2 MPPT với khả năng oversize cao rất là cao 1.4. Sau đó khi vận hành và thiết kế cũng như là bố trí thiết kế hệ thống mang lại năng suất rất vượt trội cho các nhà đầu tư. Dòng min có tỷ số DC trên AC rất cao 1.4. Về các thiết bị giám sát thì có rất nhiều sự lựa chọn từ thiết bị Wi-Fi đến Xilinx. Và đối với thiết bị đối với chức năng giám hạn chế công suất phát lên lưới thì có phát triển thêm một thiết bị, đó là đối với dòng min, đó là đồng hồ, nó dạng một đồng hồ thông minh, một pha smart meter. Với cái chức năng giới hạn công suất này thì kết hợp giữa đồng hồ và các chức năng tích hợp sẵn trong inverter min, chúng ta có thể đặt cái giới hạn công suất phát lên lưới và cũng có thể là hủy cái chức năng, gọi là hủy, tức là mình đặt nó bằng cái công suất phát lên lưới bằng zero, bằng không. Tôi cũng thấy nói thêm là ngoài các cái về cái chức năng giới hạn công suất phát lên lưới này, ngoài cái dòng một pha ra thì các cái dòng ba pha khác cũng có các chức năng tương tự với các cái dòng sản phẩm hỗ trợ như là các cái đồng hồ một pha ba pha, hoặc là những cái dự án mà lớn nối kết hợp nhiều inverter thì chúng ta có thể dùng các cái dùng thiết bị gọi là smart energy manager, tức là quản lý nhiều inverter một lúc. Tất cả các chức năng về giới hạn công suất phát lên lưới này được phát triển một cách rất đầy đủ trong các sản phẩm mới của inverter và đi kèm cho các thiết bị. Đối với dòng min này thì có thể thực hiện các công việc cài đặt và cấu hình bằng cái điện thoại của bạn với cái công cụ USB xử lý tại chỗ. Đấy là các cái tính năng chính của dòng min mà tôi vừa chỉ cho các bạn. Nó sẽ tập hợp và bao gồm tất cả các cái tính năng, từ thứ nhất là khả năng hoạt động tốt bền bỉ, thứ hai là cái tính năng thông minh với đầy đủ các cái thiết bị cũng như các công cụ, thứ ba nữa là các cái chức năng tích hợp bên trong inverter cũng đã đáp ứng được tất cả các cái nhu cầu hiện tại cho hoạt động của hệ thống điện mặt trời nói chung và các điện cần nói riêng. Tiếp theo tôi xin giới thiệu dòng thứ hai, đó là dòng sản phẩm MIT. Đây là 3 chữ X, nó dạng biến tượng chuỗi. Trong sản phẩm MIT TL3XL dòng vi tuần chuỗi mới, nó phù hợp cho hệ 3 pha, phục vụ cho các hệ thống trong thương mại, công nghiệp và các máy lớn trong quân dụng. Thì các dòng sản phẩm này được thiết kế cũng rất nhiều tính năng thông minh và tinh tế, ví dụ như hiển thị OLED, chẩn đoán và đặt chẩn đoán các đặc tính đường cong IV, IV. Cũng như trong đó thiết kế được tinh giản và tối ưu, nó nhẹ và một số các cái tính năng bảo vệ khác. Cũng như các cái thế hệ khác biến tần khác của ProWatt thì dòng MIT với thiết kế vỏ bên ngoài cũng rất là đẹp và nhẹ, cũng như kích thước nhỏ gọn dễ dàng cho khách hàng trong việc lắp đặt. Giao diện thì cũng được thiết kế thân thiện với người dùng, với các cái hiển thị rất là đẹp, rõ ràng,
cùng các cái nút thao tác rất là dễ thực hiện. Ngoài ra cái sản phẩm kia vận hành cũng cho năng suất sản lượng cao, bởi thứ nhất là hiệu suất của EKT cũng rất là cao, 98,7%. Thứ hai là cái giải điện áp MPPT nó rất là rộng, từ 200 đến 1000V, nó dễ dàng hơn cho việc bố trí các string, như lựa chọn bố trí các string. Tỷ số oversize DC trên AC thì cũng là 1/3 rất là cao. Tỷ số quá tải khí AC cho phép 1/1. Trong sản phẩm này với dòng string là 12.5A thích hợp cho các module official và có 2 MPPT với khả năng oversize cao cho hiệu suất vượt trội. Nói về độ an toàn và tin cậy đối với dòng MIT, nó cũng được tích hợp và bảo vệ đầy đủ các cái chức năng bảo vệ như bảo vệ chống sét và bảo vệ chống phát sinh hồ quang. Tuy nhiên đây có thể là một cái bảo vệ này nó là một option, nhưng mà đặt hàng thì chúng ta có thể yêu cầu thêm. Đối với mỗi một sản phẩm thì như tôi vừa trình bày trước, đó là cái khả năng về giải nhiệt nó rất là quan trọng, thì ProWatt rất chú trọng về cái tính năng này. Do đó là bản thân bên trong không gian bên trong của inverter thường được bố trí theo một cấu trúc rất thông minh, tức là được sắp xếp một cách khoa học để làm tăng cái khả năng đối lưu của không khí, tức là giúp cho cái việc tản nhiệt nó tốt hơn. Một số các cái linh kiện ví dụ như tụ chẳng hạn, tôi vừa nói là nó khả năng dễ gây ra các sự cố nhất, thì các vật liệu tụ này được làm một cái dạng vật liệu dạng film, tức là nó tăng cái tuổi thọ, nó đảm bảo cho cái mạch điện hoạt động lâu lâu dài. Đương nhiên như tôi phải trình bày là tất cả các dòng sản phẩm khác cũng như là phần này đều hoạt động ở trong môi trường khắc nghiệt, đặc biệt là môi trường biển. Về cái công tác bảo trì đối với dòng sản phẩm thì nó cũng cho cái tính năng bảo trì tại chỗ rất là thông minh và dễ dàng, thì bạn có thể hoàn toàn thao tác bằng các cập nhật với một cái USB được kết nối vào inverter và điện thoại thông minh của bạn. Công tác dễ dàng bảo trì cũng được thể hiện trong một yếu tố, đó là bản thân các bo mạch cấu tạo bên trong của các của inverter ProWatt của dòng MIT thì được sắp xếp thành nhiều bo mạch nhỏ độc lập. Do vậy là khi xảy ra các sự cố thì cũng dễ dàng hơn cho người vận hành, dễ dàng thao tác thay thế một cách dễ dàng mà không phải mất quá nhiều thời gian. Bên cạnh đó, do việc bố trí độc lập thì nội dung khi xảy ra các sự cố thì bản thân cái bo mạch đấy cũng bị sự cố thôi, chứ còn nó không ảnh hưởng đến các cái phần tử khác như các bo mạch khác, nó làm tăng lên cái xác suất là vận hành ổn định và giảm thiểu cái nguy cơ rủi ro cho thiết bị nói chung. Như vậy dòng MIT khi kết hợp với các tính năng sẵn có như tôi vừa trình bày, cộng với tính năng về bảo trì cũng như cái tính năng về giới hạn công suất, tạo nên một cái giải pháp đến tầng kết nối lưới thông minh như các bạn đã thấy trên màn hình. Đây là giao diện giám sát để tự dùng. Sau đó khách hàng có thể kiểm tra và tham khảo rất nhiều các tham số. Với cái giao diện cũng rất dễ sử dụng và rất dễ quan sát cho người chuyên và không chuyên. Để giải phát giám sát
của dòng Mist thì cũng là một giải pháp giám sát thông minh được kết hợp giữa các thiết bị giám sát và nền tảng giám sát thông minh. Trong đó nó có các thiết bị cơ bản và nó có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng từ các cái dòng sản phẩm quy mô nhỏ đến dòng sản phẩm với các dự án quy mô lớn, có thể dòng dòng Size Master, một cái thiết bị mà có thể hỗ trợ giám sát lên tới 32 inverter cùng một lúc. Đấy là các cái chức năng chính mà tôi giới thiệu đối với dòng sản phẩm thứ hai, dòng Mix. Tôi xin phép được chuyển sang dòng sản phẩm thứ ba, đó là dòng biến tần Max. Đây là một dòng biến tần thích hợp cho hệ thống áp mái trong thương mại và công nghiệp. Đương nhiên, như tôi trình bày sang trước là với diện mạo bên ngoài được thiết kế nhỏ gọn và đẹp mắt, trọng lượng giảm và thích hợp dễ dàng hơn cho khách hàng trong việc lắp đặt. Vỏ thì được làm vật liệu polymer chất lượng cao, nhẹ, bền và chống cháy. Vật liệu chính được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô và thậm chí trên cả ngành hàng không. Về về concept thiết kế về giao diện thì ProWatt cũng có một cái concept chung, đó là một cái màn hình OLED rất là đẹp với cái hình ảnh là cây màu xanh, cũng như các phím bấm và các cái nội dung hiển thị cũng rất là rõ ràng. Nó tạo cảm giác rất là thân thiện, nó giống như một cái điện thoại smartphone của mình. Và sản phẩm kia vận hành cũng cho sản lượng cao, bởi hiệu suất bản thân hiệu suất của sản phẩm đạt 98,8%, trải điện áp cũng rộng 200 đến 1000 VDC với tỷ số Oversize DC trên AC là 1.3. Thì tất cả những yếu tố chính này khi vận hành sản phẩm Mark luôn cho được một cái sản lượng cao vượt trội. Đặc biệt với cái dòng sản phẩm Mark này thì vì là dòng có rất cao nên cái khả năng, cái nhu cầu tản nhiệt nó rất là lớn, do đó là đối với giải pháp tản nhiệt của dòng sản phẩm này đưa ra một cái giải pháp tản nhiệt lập trình, tức là nó có thể hoạt động dựa trên mức phát sinh từng công suất. Thứ nhất là nó tối ưu hóa được được quá trình tản nhiệt cũng như là làm tăng thêm độ bền cho các thiết bị tản nhiệt. Tức là một hình thức làm mát tản nhiệt thông minh. Sản phẩm cũng được cung cấp hệ thống bảo vệ chống sét một cách toàn diện cả với DC và AC. Đối với dòng Max, phương án lựa chọn là thiết bị giám sát cũng có rất nhiều với phương án lựa chọn thiết bị khác nhau, từ như tôi nói rồi, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn, dòng Wi-Fi, GPRS, Sign-in, 4G và dòng Size Master. Khách hàng có thể lựa chọn tùy từng quy mô hệ thống của mình để lựa chọn ra các sản phẩm giám sát nó phù hợp nhất. Bên cạnh đó thì cái nền tảng giám sát được phát triển được đúng không, để rất là tiện dụng và mạnh mẽ, như có thể ứng dụng trên smartphone và có thể tải các ứng dụng này rất là dễ dàng từ Google Store. Đấy là các cái đặc điểm chính về cái dòng sản phẩm Max mà tôi vừa giới thiệu. Dòng sản phẩm cuối cùng trong bốn cái dòng sản phẩm thế hệ mới của ProWatt là dòng sản phẩm Max 50 đến 80K TL3 LV.
Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái sản phẩm chủ lực của GoroWatt hiện tại, cũng như tại Việt Nam nói riêng. Nó được ưa chuộng và sử dụng tại các dự án của Việt Nam rất nhiều. Mắt nó có tính năng của một tính thần gọi là tính thần tốt và thông minh. Với cái tính năng chính như là sản lượng cao, về an toàn và tin cậy trong vận hành, thông minh, hiệu quả, đầy đủ các chức năng cũng như dễ dàng trong công tác bảo trì. Với dòng mắt thì được thiết kế là có tới 6 MPPD và có 2 string trên mỗi MPPD. Nó phù hợp với rất nhiều cái địa hình như các bạn thấy trên màn hình, các địa hình đồi núi với các cái mặt phẳng khác nhau, nó dễ dàng hơn cho công tác bố trí các string. Bố trí phân chia các string nó dễ dàng hơn và nó cũng cho cái sản lượng tốt hơn như cái minh họa trên cái màn hình. Nó giảm thiểu lên cái hiệu ứng đổ bóng đối với các string trên cùng hệ thống. Và khi chia nhỏ string ra thì việc bố trí dễ dàng hơn, cũng như là các giả sử như có một hiệu ứng đổ bóng trên một chuỗi các string đấy, thì bản thân các cái dòng mắt này nó cũng giảm thiểu cái ảnh hưởng của nó đi, minh họa trên màn hình. Để cho được cái năng suất cao thì một trong những một cái vấn đề đó là cái hiệu ứng PID. Thì trong cái dòng mắt này có tích hợp cái chức năng anti PID, tức là chức năng chống lại hiệu ứng. Và thiết bị cũng được trang bị bảo vệ một cách toàn diện, mang lại an toàn và tin cậy trong vận hành, bảo vệ chống sét, chống thái AC và DC, và bảo vệ chống cháy do hộp quang DC gây ra. Bản thân bên trong dòng mắt này được thiết kế với cái bộ lọc AC LCL này, cho chất lượng điện áp đầu ra rất là tốt. Theo yêu cầu của điện lực thì hiện tại chất lượng điện năng cũng được kiểm soát và được đặt ra bởi tham số theo quy định, theo tiêu chuẩn. Do vậy là việc làm đẹp sóng đầu ra bởi các cái bộ lọc này là một cái yêu cầu rất là cấp thiết và quan trọng đối với tất cả các cái dòng sản phẩm điện tần nói chung, và tất nhiên GoroWatt cũng đáp ứng được cái việc đó. Thì đó là một trong những tiêu chuẩn mà đòi hỏi phải được phải đạt và phải được các công ty này được kiểm tra đánh giá. Thì sản phẩm này của GoroWatt nó có bộ lọc LCL này cho cái chất lượng điện điện áp được ra rất là tốt, sóng đẹp. Và tất nhiên là nó khi nó bớt sóng hài đi thì bản thân các thiết bị hoạt động nó cũng sẽ ổn định hơn, ổn định cho lưới, ổn định bản thân nó cũng ổn định luôn cho các cái thiết bị cho người sử dụng. Mà sử dụng nguồn năng lượng sóng hài nó gây ra rất nhiều những cái điều không bất lợi cho các thiết bị, đặc biệt là các thiết bị điện tử. Khả năng an toàn và tin cậy thì nó được đánh giá một phần lớn đó là bởi yếu tố tản nhiệt và cái không gian bên trong. Như tôi trình bày là bản thân các thiết bị của GoroWatt thì được thiết kế theo một cái không gian rất là tối ưu không gian. Tối ưu tức là mình sắp xếp làm sao nó vừa khoa học. Bây giờ
đảm bảo cái tính lưu thông của đối lưu của không khí vào và ra nó rất là tốt, nó giúp cho toàn tản nhiệt tản nhiệt toàn bộ trong quá trình đường không khí nó đi, nó giúp cho vừa vào và không khí nóng nó hút ra thì nó giúp cho tản nhiệt toàn bộ các cái thiết bị bên trong, tạo nên một cái luồng đối lưu rất là tốt, giúp cho thiết bị vận hành rất êm ái, rồi là độ tăng lên cái độ bền. Thì các cái không gian bên trong của các thiết bị cần nó chung vào cái dòng mát này, nó được thiết kế một cách rất tối ưu. Và một phần rất quan trọng đó là bộ phận xử lý tốc độ cao, khả năng xử lý thông tin nhanh tốt. Trong dòng sản phẩm dòng MAS này có tích hợp với giám sát chuỗi và chẩn đoán đường cong IV thông minh. Cái chức năng giám sát chuỗi được tích hợp trong MAS này có thể giám sát với 12 chuỗi có thời gian thực và xử lý sự cố chuỗi tại chỗ, cải thiện cái tốc độ dịch vụ đáp ứng cho khách hàng. Nhưng một cái tính năng thứ hai đó là cái tính năng chẩn đoán đường cong thông minh. về cái hệ thống TV của khách hàng. Tức là chỉ cần bạn định chuẩn với một cái thuật toán, nó sẽ đưa ra được các cái đường cong để nó so sánh các cái đường cong. Nếu cái đường cong mà có sự cố có vấn đề thì nó sẽ thể hiện để báo cho người vận hành biết là cái string này nó đang bị vấn đề, nó đang có sự cố nào đó, để người vận hành có thể chính xác để có thể tìm ra được các vị trí dễ dàng nhanh chóng. Thông thường cái phương pháp đấy có thể kiểm tra bằng thủ công, nhưng mà với một cái khối lượng string nó lớn thì công tác thủ công thứ nhất là nó sẽ rất mất thời gian, mà thứ hai nó không hiệu quả. Thì cái tính năng chẩn đoán đường cong IV thông minh này nó có thể tìm ra và nó có chỉ ra gần như thế, giám sát chỉ ra được một cái vị trí string nào nó đang bị sự cố, thông qua các cái thuật toán phân tích để đánh giá nó đưa ra, nó hiển thị bằng các cái đường cong, thì người vận hành có thể nhìn vào đó là biết được là chuỗi ABCD này nó đang bị vấn đề và có thể đưa ra các giải pháp để xử lý nhanh nhất, để giảm thiểu cái thời gian, thứ nhất là giảm thiểu cái thời gian bùng phát, hoặc là giảm thiểu cái hiệu suất của nó đi, giảm thiểu cái khả năng về mất công suất. Đây là một cái tính năng nó mới mà thông minh, nó cũng rất là bên trong rất nhiều các yếu tố khác nó tích hợp, nhưng bản thân cái dòng MAX này nó tích hợp một cách hoàn thiện với cái chức năng chẩn đoán IV thông minh này, và nó cũng rất dễ dàng sử dụng trong người vận hành. Một cái chức năng khác đó là nó có thể đo hiển thị dạng các cái dạng sóng, và nhìn các dạng sóng này mình có thể đoán ra các sự cố hiện tại. Thì nó có hai dạng sóng, nếu có dạng sóng xin, dạng sóng đẹp, sóng chuẩn thì là ok, rất là ok, không vấn đề. Nhưng mà nó có dạng sóng hàn méo, sóng méo, nó phản ánh hệ thống của bạn nó đang có vấn đề. Đấy, xin nhắc lại là cái chức năng chuẩn đoán thông minh này nó được mô tả bằng một cú click chuột trong vòng 5 phút thì bạn có thể kiểm tra được tất cả các tham số cơ bản của hệ thống quan trọng của hệ thống TV như đường cong cho mỗi SDVD, dạng sóng của điện áp lưới, dạng sóng hài điện áp lưới và trở kháng của đường dây. Với cái giao diện bên ngoài của cái sản phẩm MAX này thì nó được thể hiện rất đơn giản, nhưng mà cũng đánh giá là tinh tế. Chỉ với một cái hiển thị đơn giản nhưng mà thể hiện rất nhiều các ý nghĩa, ví dụ như là hiển thị về năng lượng về, cũng như là cái mã code sự cố, hiển thị về cái trạng thái TV, hiển thị trạng thái lưới AC, các cái cảnh báo lỗi nó cũng được thể hiện ở trên cái màn hình này, và các cái giao tiếp, các cái tình trạng của các cái giao tiếp. Công tác bảo trì cũng dễ dàng để thực hiện và nhiều cái thao tác tại chỗ, thực hiện sử dụng các USB, đĩa USB,
cũng như là bạn có thể thao tác tại các mạng cục bộ, trong đó có các công tác bảo trì, thực hiện cài đặt. Bên cạnh đó thì cũng có thể cấu hình nó từ xa. Đây là cái giao diện mình cấu hình từ xa và nâng cấp các firmware trên cái nền tảng SOS OSS xin lỗi OSS. Theo đánh giá thì các cái chương trình vụ của OWASP gần như có thể xử lý được 60% 60% các cái sự cố cấu hình từ xa, như là cập nhật firmware rồi là xử lý các lỗi cơ bản mà không cần phải đi đến tại công trình tại hiện trường. Cái điều này nó cũng giúp cho quá trình vận hành nó linh động hơn và tất nhiên nó cũng giảm các cái chi phí vận hành bảo trì cho khách hàng. Công tác bảo hành bảo trì cũng một mặt có thể làm đối với các cái bo mạch bên trong thì nó được thiết kế dưới dạng hình thức là chia nhỏ, chia nhiều các bao mạch thành phần, khi mà xảy ra sự cố thì mình dễ dàng thay thế nó, cũng dễ dàng thay thế, cũng như là nó bản thân sự cố nó cũng không làm ảnh hưởng đến các bo khác. Với dòng sản phẩm Max do Quật đặt cùng thiết kế là với hai sim trên mỗi MPV thì nó không cần cầu chì, nó không có cầu chì. Tại sao nó lại không có cầu chì mà vẫn có thể đáp ứng được? Tại vì theo cái tiêu chuẩn thì cục giao nói là theo tính toán thì với hai string trên mỗi MPV khi xảy ra gắn mạch thì cái dòng gắn mạch của nó rất là nhỏ, nó không gây ra nó gì đối với các điểm string. Nhưng mà nếu mà từ trên 2 string, 3 string thì bắt buộc nó vẫn bị cầu chì. Do đó cái dòng mắc này khi được thiết kế, các nhà thiết kế cũng đưa ra cái giải pháp sử dụng 2 string trên một trên mỗi MPV này, nó không cần cầu chì. Thì không cần cầu chì nó cũng có những cái tính năng ưu việt của nó. Thứ nhất là về chi phí thì nó sẽ giảm đi. Thứ hai nữa là bản thân cầu chì cũng là một cái phần tử có thể trong hệ thống nó gây ra cái lỗi. Lỗi cầu chì cũng rất là nhiều lỗi do tiếp xúc cầu chì và bản thân cầu chì phải thay thế theo thời gian rồi là vân vân, thì khi thay thế nó sẽ xảy ra khi lỗi thì phải thay thế để xảy ra hiện tượng mất điện, mất sản lượng của khách hàng. Đấy cũng là một yếu tố làm ảnh hưởng đến chung cái hệ thống vận hành. Do vậy là đối với cái dòng sản phẩm không cầu chì này thì tất nhiên là khi hoạt động nó sẽ đảm bảo an toàn tối đa cho thiết bị cũng như cho hệ thống TV và inverter. Nó được thiết kế không cầu chì cũng dễ dàng hơn, nâng cao cái độ tin cậy khi vận hành, giúp cho khách hàng có thể là loại bỏ bớt được những cái yếu tố sự cố được gây ra bởi cầu chì. Cũng như khi bạn vận hành về lâu dài, bạn thay cầu chì và bạn vân vân, bạn cũng nói khi cũng nói là các cái sự cố nó liên quan đến cầu chì cũng rất là nhiều. Thì với cái hai string trên mỗi MPV này thì sản phẩm Max 50-80K này được thiết kế không cần cầu chì. Như vậy là các cái tính năng chính của dòng sản phẩm Max 50-80K, những cái đặc điểm của nó là tôi có trình bày sơ bộ trên cái bản slide vừa rồi. Thì đến đây tôi cũng xin kết thúc phần trình bày tổng thể của mình về GrowWatt nói chung, cũng như một số các cái thông tin về GrowWatt tại Việt Nam và các cái thông tin về các cái dòng sản phẩm hiện hữu cũng như dòng sản phẩm mới mà chúng tôi sẽ cho ra mắt trong thời gian tới. Đặc biệt là tôi có nhấn mạnh về bốn cái dòng sản phẩm: dòng Mini, dòng Mid, dòng Max và dòng Max, là bốn cái dòng sản phẩm được gọi là thế hệ mới, inverter thế hệ mới của GrowWatt. Ở trong đó nó tích hợp đầy đủ các cái tính năng, tất nhiên là các tính năng cơ bản thì là có rồi, ngoài ra nó có các tính năng thông minh khác như có cái phần kết nối giám sát, các cái chức năng liên quan đến phục vụ cho công tác vận hành bảo trì. Tất cả nó được tích hợp một cách đồng bộ, hay còn nói từ từ là nó xây dựng trên một cái hệ sinh thái chung về phát triển của GrowWatt. Tất cả các cái dòng sản phẩm này vừa có cái đầy đủ chức năng vừa có thể sử dụng khai thác được tất cả các nền tảng khác,
cổ đúng không? Nó mang lại thứ nhất là cái sự kiện đầu tiên là sự tiện lợi dễ dàng cho người sử dụng, thứ hai nữa là bản thân có khách hàng cũng có nhiều sự lựa chọn về giá thành, về quy mô, nên gây ra nên là có được một cái bản thân một khách hàng sẽ có được các cái phương án cụ thể của riêng mình khi mà lựa chọn các cái dòng sản phẩm của Hóa. Do vậy là phần trình bày của tôi thì chắc là sẽ có rất nhiều những cái chưa được đầy đủ cũng như một số những cái thiếu sót, thì xin tất cả quý vị và các bạn có thể lượng thứ và có thể đóng góp thêm cho tôi theo cái thông tin ở trên màn hình với địa chỉ email là phạm@gmail.com và điện thoại 0943 293 617. Thì tại Việt Nam thì tất cả những cái đóng góp về robot nói chung cũng như các sản phẩm dịch vụ thì quý khách hàng có thể liên hệ theo các thông tin tôi đã trình bày ở các slide trước của cái bản trình bày này, hoặc có thể liên hệ trực tiếp theo cái thông tin tôi thể hiện trên màn hình. Thì mọi thắc mắc của quý vị và các bạn sẽ được chúng tôi xem xét và trả lời một cách chính đáng nhất, để với mục đích chung là góp phần để phát triển cho cái thị trường điện mặt trời tại Việt Nam, đặc biệt là về thị trường điện mặt trời áp mái trong những thời gian tới được phát triển một cách tốt hơn, cũng như là mang lại nhiều lợi ích cho các nhà cung cấp, nhà lắp đặt và cuối cùng là khách hàng, để họ khi sử dụng sản phẩm của chúng ta thì họ có thể yên tâm, thứ nhất là về mặt chất lượng, về mặt giá cả cũng như là các cái dịch vụ khuyến mại, hậu mãi cũng như dịch vụ sau bán hàng. Thì tất cả các vấn đề đấy tại Việt Nam bây giờ của Robot đã có các cái kế hoạch và chiến lược cụ thể để phục vụ tất cả khách hàng từ các dòng sản phẩm phù hợp để tung ra thị trường cũng như các hình thức dịch vụ trước và sau bán hàng. Nên chúng tôi cũng mong nhận được những ý kiến đóng góp thêm của quý vị và các bạn thông qua các cái thông tin như tôi vừa trình bày. Thì nội dung chương trình của cái hội thảo thì cũng chỉ còn một ít phút nữa, do vậy là nếu quý vị có những câu hỏi nào cần được giải đáp thì xin được nhắn gửi đến chúng tôi. Thứ hai nữa là trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các cái cuộc hội thảo tiếp theo với các cái chủ đề nội dung để phù hợp với từng thời điểm, với tựu chung lại là phục vụ đến cho quý vị khách hàng và quý vị và các bạn với những cái thông tin cần thiết nhất về công ty, về sản phẩm, về các cái dịch vụ. Alo. Cho hỏi cái một câu là có thể giải thích cái phương pháp và giải thích thêm về cái phương pháp giới hạn công suất phát lên lưới được không ạ? Dạ vâng, anh Nguyễn Văn Vũ có đề xuất là giải thích thêm cái chức năng phát lên lưới. Công suất phát lên lưới. Và thêm hạn chế chức năng công suất phát lên lưới. Đúng rồi. Giải thích thêm. Và thông thường thì là cái thiết bị của anh là ví dụ như một Cho cái tần. anh có thể trình bày lại cái ý đó rồi anh giải thích thêm được không? Hồi nãy cái ý này nói hơi bị nhanh cho mình nghe chưa rõ. Cái bản chất của cái việc này đó là khi anh không muốn phát điện bán lên lưới thì anh có thể dùng một cái thiết bị nó đi kèm với cả cái inverter, tức là nó làm cái nó dạng gọi là một cái thiết bị meter, tức là thiết bị đồng hồ. Anh kết nối với nó ở vị trí giữa inverter và lưới, sau đó là anh kết nối vào inverter, thì bản thân trong inverter nó tích hợp sẵn cái chức năng rồi. Khi kích hoạt chức năng này thì anh có thể đặt được các cái giá trị công suất, anh có thể phát lên lưới, ví dụ anh đặt trong một cái giải
hoặc thậm chí anh có thể đặt nó bằng không, tức là không cho nó phát lên lưới, thì lúc đấy là toàn bộ cái năng lượng cái năng lượng điện mặt trời của anh có thể sử dụng cho phụ tải mà nó không thể đẩy lên lưới được, tức là nó giá trị lên lưới có thể rồi mình có thể đặt nó bằng không. Thì tất cả cái này nó là cái chức năng nó đã tích hợp sẵn trong inverter rồi, và anh cần trang bị thêm cái thiết bị đầu cuối bên ngoài, tức là một cái đồng hồ kết nối với cái inverter. Thì lúc đấy là anh sẽ kích hoạt được cái chức năng lên và anh sẽ đặt được cái giá trị công suất phát lên lưới, và thậm chí anh có thể đặt nó bằng không, anh không cho nó phát lên lưới được. Ok, cảm ơn, xin cảm ơn. Mình có câu hỏi thứ hai. Tất nhiên là khi anh sử dụng tìm cái inverter thì nó có những cái đồng hồ, tức là quan trọng nhất là cái đồng hồ đấy, cái đồng hồ kết nối đồng khác nhau, một pha thì dùng đồng một pha, ba pha thì dùng ba pha, nhưng mà có những cái dòng sản phẩm anh phải dùng thêm cả điện, cả nó gọi là cái CP, cái biến dòng ấy. Đấy, lấy cái tín hiệu biến dòng đấy về anh kết nối với đồng hồ và inverter, và thậm chí khi anh kết nối nhiều inverter với nhau thì ngoài anh phải sử dụng một cái bộ cao cấp hơn, nó gọi là bộ Smart Energy Manager, có nghĩa là trong đấy nó tích hợp, nó quản lý, nó có tất cả các chức năng như là hạn chế phát lên lưới rồi là điều khiển giám sát vân vân. Do đó là cái từng có đầy đủ phục vụ cho công việc là có chức năng là hạn chế cái hạn công suất phát lên lưới. Cái này có cái rất là sử dụng, nó rất là hữu ích, đặc biệt là cho các cái vùng mà mình không muốn bán điện lên lưới, hoặc là mình không muốn, mình chỉ sử dụng cho phụ tải riêng của mình thôi chẳng hạn. Anh bán tải gần cái điện nó cũng gần gần như thế, anh chỉ bán phụ tải của mình thôi, không quan tâm đến cái việc phát lên lưới năng này là được. Ok, cho một câu hỏi thứ hai, mình cho câu hỏi thứ hai, tức là có thể giải thích mình thêm là vì sao cái thiết bị inverter Groundwatt của mình là tốt cho trong môi trường nước biển. Thứ nhất là nhà, tại vì cái này thứ nhất là trong môi trường nước biển thì nó phải có một số tiêu chuẩn, ví dụ như em trình bày ở xin phép anh này em nói lại là em trình bày ở trong cái slide ban đầu ấy, thì bản thân bọn em có một cái phòng thí nghiệm test, là cái phòng thí nghiệm đấy nó test tất cả các cái bộ phận cấu thành em mình nói là cái quan trọng bên trong ấy hoạt động, phải nó ví dụ nó được test theo quy định là bao nhiêu giờ, bao nhiêu, nó có tham số test cụ thể, nhưng mà được cái chứng nhận quốc tế Hà Nội rồi, là ví dụ tất cả các vấn đề cấu thành đấy nên nó tên là phải chịu được hoạt động trong cái môi trường khắc nghiệt như thế, độ ẩm nó bao nhiêu phần trăm, độ muối, độ hơi muối bao nhiêu phần trăm, tất cả nó đều phải được thử nghiệm và được chứng nhận và cái quy chuẩn test. Thì bọn em có cái phòng thí nghiệm riêng để test tất cả cấu thành đấy, nếu có nào không chịu được thì tất nhiên là mình sẽ không sử dụng, còn phải chịu được hết tất cả trong cái môi trường đấy thì mới được gọi là cấu kiện để hình thành inverter. Đấy là cấu kiện. Khi mà bọn em đấy xong rồi thì cũng có các quy chuẩn test riêng để cho cái gì hoạt động. Tóm lại là để giải thích cái câu hỏi của anh thì bọn em chỉ xin phép được trả lời ngắn gọn là tất cả các cái để hoạt động được tốt trong môi trường đấy thì bọn em phải trải qua được một cái quy trình test chuẩn nhất định để hoạt động ở trong cái môi trường khắc nghiệt ổn định. Nó có quy trình và test, nó có tiêu chuẩn test. Ok. Bởi vì thế này mình cũng xin nói thêm một chút, bên mình là công ty ở Đà Nẵng miền Trung, nó các khách hàng gần như tập trung ở cái vùng nước biển, ở cái mật độ nước muối rất là cao. Mà nếu như Groundwatt có tính năng này thì đó là một cái ưu thế của cái sản phẩm Groundwatt tại thị trường của miền Đà Nẵng miền Trung. Dạ. Yeah. Nếu anh cần thì bọn em có thể gửi cho anh các cái tiêu chuẩn mà bọn em tiêu chuẩn theo quy định của bọn em test các cái sản phẩm đấy để nó thể hiện rằng cái sản phẩm này nó được chứng nhận quốc tế. Tại vì có rất nhiều các cái vùng các cái thị trường khác ấy, họ sử dụng ví dụ như Maldives chẳng hạn, gần như một cái giải bờ biển như Việt Nam mình, họ sử dụng các sản phẩm của bên em rất nhiều và rất là ổn định, để nó phải chịu được trong cái môi trường đấy. Ok, mình xin có một câu hỏi thứ ba là xin giải thích lại là tại sao mà string không cần fuse, không cần cầu chì. Xin nói lại chỗ này chứ. Tại vì như này nhá, tức là đối với cái dòng Max này thôi, cái dòng Max bọn em là cái dòng Max 50-80K, cái model mà em trình bày cuối cùng ý, thì là nó cấu trúc thiết kế của nó là nó có hai string trên một MBBB. Rồi. Thì hai cái hai string trên mỗi MBBB này khi mà anh xảy ra một ngắn mặt, đánh mặt trên một cái string ý, thì cái nó có một cái sơ đồ vật lý rồi, thì em giải thích ngắn gọn là khi xảy ra ngắn mạch thì cái dòng ngắn mạch đấy nó không vượt quá được cái dòng, thậm chí nó không vượt quá được cái dòng bình thường hoạt động bình thường của cái swing đấy,
sau đó là nó không gây ra, không gây, vì nó không vượt quá được, có nghĩa là nó không gây ra các cái sự cố về phá hủy về cáp, về về các thiết bị vân vân, có nghĩa là cái dòng ngắn mạch trong trường hợp này nó là an toàn, nó là dòng ngắn an toàn, nó không gây ra sự ảnh hưởng đến đến thiết bị và đến Ok. cáp. Nhưng mà đối với chỉ hai phinh thôi, tại vì các sơ đồ vật lý hai phinh khi ngắn mạch thì cái dòng còn lại nó rất là nhỏ. Thế nếu anh bây giờ nếu anh nâng lên ba ba phinh trên một MTBE thì cái dòng ngắn mạch lúc đấy của anh nó là tổng của hai dòng kia, nó lại vượt hẳn lên, nó lại lớn quá, nó lại lớn vượt ngưỡng, lúc đấy bắt buộc mình phải dùng cầu chì. Đấy, do đó là Ok. bọn em nhấn mạnh cái việc dùng hai phinh trên mỗi MTBE đây là theo cái sơ đồ mạch vật lý là cái dòng ngắn mạch nó nhỏ, anh đặt dòng Ok. này anh dùng trên hai, anh dùng ba, dùng bốn, dụ bọn em có cái dòng sản phẩm nó dùng bốn swing nhưng bọn em vẫn phải dùng cầu chì, cái cùng dùng cầu chì khi ngắn mạch nó sự cố là nguy hiểm đấy. Rồi, Đấy, do đó ok mình. cái đặc điểm của cái dòng mã này nó dùng hai swing đây, thứ nhất là nó chia nhiều swing để nó tăng tăng hiệu suất khi nó hoạt động, tăng cái khả năng linh hoạt bốn các địa điểm khác nhau. Thứ hai nữa là bản thân nó trên hai string thì anh lại không cần dùng cầu chì, có nghĩa là anh lúc đấy không quan tâm đến đến khái niệm cầu chì nữa, đấy là Ok đây mình vẫn biết. hoàn và hiệu quả. Ok, rồi xin cảm ơn. Dạ vâng, em cảm ơn anh. À, ngoài câu hỏi của anh Vũ ra thì có lẽ là các bạn khác, quý vị của các anh chị và các bạn cũng không có câu hỏi thêm, thì do thời lượng của chương trình cũng đã hết, thì trước hết tôi xin cảm ơn thay mặt của Robot, xin cảm ơn tất cả quý vị các anh chị và các bạn đã dành thời gian để lắng nghe phần trình bày của tôi. Thì qua đây tôi cũng xin nhắc lại là nếu có các cái câu hỏi khác hoặc những vấn đề gì cần trao đổi thì quý vị có thể đặt câu hỏi cho tôi tại cái địa chỉ như tôi vừa trình bày trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các anh chị các bạn đã